Trong tâm thức của người Việt từ bao đời nay, trong những ngày Tết, ngoài thờ cúng tổ tiên, người dân thường đi lễ đầu năm tại các đền, chùa để cầu may mắn, bình an với mong muốn những điều tốt đẹp nhất. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết tại các đền, chùa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đông đảo nhân dân và khách thập phương tới hành lễ cầu an. Tại đền Trần, đền Mẫu, chùa Chuông ở thành phố Hưng Yên, thời tiết ấm áp nên có nhiều du khách thập phương đến dâng hương vãn cảnh. Ban quản lý di tích cũng phối hợp với các Phật tử phục vụ tiếp đón người dân đến dâng hương một cách chu đáo, tận tình, đảm bảo sự thành kính, tôn nghiêm. Với mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng, đi lễ đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc mà còn vun đắp cho tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn.